Tiếp theo là phần tự luận. Đầu tiên là câu số 1. Người ta yêu cầu các bạn đó là tính thể tích của cái khối tròn xoay được tạo ra khi quay quanh trục cột x hình phẳng giới hạn bởi các cái đường này. Thì đây nó đã đầy đủ hết dữ kiện rồi nha. Chúng ta sẽ áp dụng công thức luôn thôi. Thì ở đây V thì thầy sẽ áp dụng công thức đó là nó bằng đó là cái pi nhân cho tích phân từ 1 đến e, cái hàm y này bình phương lên dx. Thì bây giờ nhiệm vụ của mình là đi tính cái tích phân này. Cái tích phân này để tính nó thì các bạn chú ý là thầy sẽ bình phương nó lên. Thì đây sẽ là ln bình x. Còn đây là căn x bình phương thì là x thôi. Sau đó thì để giải bài này thì thầy sẽ đặt đó là đặt ln x bằng t. Thì từ đó với bên tay trái các bạn lấy đạo hàm theo x thì được 1 phần x nhân cho dx. Với bên tay phải lấy đạo hàm theo t thì được 1. Như vậy đây là dt thôi. Và mình phải đổi cận x từ 1 đến e đúng không? Thì t t là các bạn sẽ thay số 1 vào đây thì nó sẽ ra ln là 1 là 0. Đó. Rồi thay e vào đây thì nó sẽ ra ln e là 1. Như vậy t từ 0 đến 1. Rồi sau đó mình tiếp tục. Như vậy là cái v của các bạn sẽ là cái tích phân pi nhân cho từ tích phân từ 0 đến 1 t bình dt. Thì đây là một cái tích phân nó khá là cơ bản rồi đúng không? Thì mình làm bình thường. Như vậy nó sẽ là pi này nhân cho t mũ 3 chia 3 thay 0 vào 1 vào thì nó sẽ ra là pi chia 3. Thế là sao? Bài số 2 người ta yêu cầu các bạn đó là cho cái số phức z biết nó thỏa biểu thức này, hãy tìm modulus của cái số phức omega nó như sau. Và ở đây thì thầy sẽ đầu tiên là thầy đặt z bằng là x cộng y, với x y là hai số thực thuộc R thì thầy sẽ khai triển ra cái công thức này. Công thức sau đó. Thì ở đây thì thầy thay nó vào z gạch là x trừ y trừ 3 yz là x cộng y. Rồi sau đó tiếp tục. Như vậy ở đây là thu gọn cái phần thực thì nó sẽ là 2x. Rồi cái này nhân với cái này thì sẽ là trừ 3 y rồi y bình nữa. Y bình là trừ 1. Vậy đây là 3 y. Phần ảo sẽ là y đặt ra trừ 2 y. Rồi ở đây là trừ 3x. Như vậy nó bằng trừ 7 cộng 3 y. Thì như vậy hai số phức bằng nhau thì thực bằng thực, ảo bằng ảo. Và ở đây nó sẽ là 2x cộng 3y bằng trừ 7. Trừ 3x trừ 2y bằng 3. Bằng 3 đúng không ạ? Vậy bấm máy nó sẽ ra 1 với trừ 3. Như vậy ở đây thì z nó sẽ bằng 1 trừ 3y. Tức là z, modulus z bằng 10. Thế là sao? Tiếp theo là câu số 3. Trong không gian, người ta cho các bạn hai điểm AB, viết phương trình mặt cầu có tâm là trung điểm AB và tiếp xúc với mặt phẳng P. Như vậy đầu tiên mình đi tìm tâm nhé. Tâm thì là trung điểm của AB, thế nên trung điểm đấy thì nó có tọa độ là lấy các cái tọa độ của B và A cộng lại chia đôi thì nó sẽ ra 1 trừ 1 3. Sau đó thì các bạn sẽ đi tìm cái bán kính. Ở đây thì các bạn biết đó là S tiếp xúc với cái P. Thì từ đó suy ra R bằng khoảng cách từ Y đến P. Các bạn tính ra thì nó sẽ được 2, được chưa? Tâm ở đây tính khoảng cách từ cái tâm này đến mặt phẳng P nó sẽ ra 2. Thì từ đó cái phương trình mặt cầu nó sẽ là x trừ cho x tâm bình cộng y trừ cho y tâm bình cộng z trừ cho z tâm bình bằng r bình. Đó. Câu số 4 nó cho các bạn một cái điểm A có tọa độ là 2 trừ 1 4, một cái đường thẳng D có cái phương trình như thế này, một cái mặt phẳng P có cái phương trình như thế này. Người ta yêu cầu các bạn viết phương trình của delta. Đây, đổi màu đi. Đổi màu cái delta này. Thỏa cái điều kiện đó là delta đi qua A. Delta cắt D và delta song song P. Như vậy ở đây để tìm viết phương trình của một đường thẳng thì các bạn sẽ cần biết đầu tiên là một điểm thuộc nó thì có điểm A rồi. Tiếp theo là mình sẽ cần phải biết cái vector chỉ phương của đường thẳng hoặc là một cái cặp vector pháp tuyến của nó. Thì ở đây mình sẽ lựa chọn cái cách là đi tìm một cặp vector pháp tuyến. Thì đầu tiên thầy sẽ tìm được một cái vector pháp tuyến của nó bằng cách này. Các bạn có delta nó song song với P, được chưa? Thì khi đó một cái vector pháp tuyến của P, một cái vector pháp tuyến của P thì nó cũng sẽ đóng vai trò là pháp tuyến của delta luôn, được chưa? Như vậy ở đây vector pháp tuyến đầu tiên của delta sẽ là NP và bằng là 1 1 1. Rồi, sau đó mình tiếp tục.
Ở đây thì các bạn sẽ có cái dữ kiện như này. Rồi, thầy kéo xích qua. Các bạn sẽ có đó là delta đi qua A. Delta đi qua A và cắt D. Thì delta sẽ nằm trong một cái mặt phẳng có đặc điểm, đó là cái mặt phẳng đấy tạo bởi điểm A và đường thẳng D. Được chưa? Thì cái mặt phẳng đấy các bạn sẽ đi tìm cái vectơ phát tuyến của nó bằng cách như sau. Rồi. Thì ở đây để tìm vectơ phát tuyến của cái mặt phẳng tạo bởi A và D thì thầy sẽ đi tìm cặp vectơ chỉ phương của nó nha. Đi tìm cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng tạo bởi A và D. Thì thầy sẽ lấy một cái điểm B thuộc vào đường thẳng D. Đó. Cái điểm B này thì lấy từ đây 1, 0, 2 thôi. Sau đó thì thầy suy luận tiếp như sau. Cái U đầu tiên. Sorry các bạn. Cái U đầu tiên của cái mặt phẳng tạo bởi A và D đấy chính là U của D. Đó. Tức là U của cái đường thẳng này. Thì nó cũng chính là U của cái mặt phẳng tạo bởi A và D luôn. Rồi, cái U thứ hai, tức là cái vectơ chỉ phương thứ hai của cái mặt phẳng đó thì nó sẽ là vectơ này. Đây. Vectơ đến tạo bởi A và B. Như vậy hai vectơ này sẽ là cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng tạo bởi A và D. Thì khi đó các bạn lấy tích có hướng của hai cái này thì các bạn sẽ ra được đó là một cái vectơ n của AD nó sẽ là trừ 3, 7, 5. Thì cái đấy trừ 3, 7, 5 sẽ là có hướng của hai cái này nha. Thì vectơ này tiếp tục mình xử lý như thế nào? Thì cái vectơ đấy các bạn chú ý đó là cái delta của các bạn thuộc vào mặt phẳng tạo bởi A và D thì cái vectơ pháp tuyến của cái mặt phẳng tạo bởi A và D nó sẽ chính là cái vectơ pháp tuyến của cái đường thẳng của mình luôn, được chưa? Nó cũng giống như là giữa P với delta thôi nhé, nó giống cách như vậy. Thì từ đó các bạn sẽ có đó là cái vectơ đấy nó sẽ là trừ 3, 7, 5 luôn. Như vậy là vectơ chỉ phương của delta thì sẽ là tích của cặp tích có hướng của cặp vectơ pháp tuyến của delta. Thì các bạn sẽ tính có hướng của hai cái thằng này. Đây. Có hướng của cái thằng này và có hướng của cái thằng này. Đó. Hai thằng đó tính có hướng với nhau thì nó sẽ ra được cái vectơ ở đây. Nó sẽ là -2, -8, 10. Thì khi đó cái phương trình của delta thì nó đi qua cái điểm A có tọa độ 2, -1, 4 và có cái vectơ chỉ phương là -2, -8, 10. Thế là sao?